Ban tổ chức giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp năm 2022 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu làm trưởng ban đã họp lần thứ nhất về công tác tổ chức giải vào sáng nay ngày 4 tháng 11. Cùng chủ trì có bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức. Với chủ đề dược sống dương xa, giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 11, khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 11 tại quảng trường Dân Miếu, thành phố Cao Lãnh. Theo ban tổ chức, sẽ có khoảng 3.000 vận động viên tham gia giải đấu. Đến nay đã có trên 2.500 vận động viên đăng ký, trong đó có 9 vận động viên nước ngoài. Ban tổ chức đã xây dựng các cung đường chạy ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Trên mỗi cung đường sẽ bố trí các trạm tiếp nước, trạm y tế và có trên 300 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Công tác truyền thông quảng bá cho giải được tăng cường trên nhiều phương tiện truyền thông, báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị các thành viên ban tổ chức phối hợp chặt chẽ để công tác tổ chức giải lần đầu tiên tại Đồng Tháp thành công, mang lại hiệu quả và ý nghĩa. Cũng trong sáng nay, Trung tướng Võ Hòa Diệt, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại quý Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Tụi, sinh năm 1964, sinh sống tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh. Căn nhà có diện tích hơn 67 m2, khung sườn bê tông cốt thép, giáp tường, lợp mái tôn, nền lót gạch men, có giá trị 210 triệu đồng, trong đó gia đình trung tướng Võ Hòa Diệt hỗ trợ 50 triệu đồng, địa phương vận động mạnh thường quân 10 triệu đồng và gia đình đối ứng 150 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Tụi là thương binh 2/4, tỷ lệ thương tật 61%. Ông từng có thời gian chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam, thời gian từ năm 1986 đến năm 1989. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Sáng nay bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo quyền Tâm Nông đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp K12, xã Phú Hiệp, quyền Tâm Nông. Đây là ấp được quyền chọn làm điểm. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã biểu dương những đóng góp tích cực của chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, tổ nhân dân tự quản, dân người dân ấp K12 trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị dân mình. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến cũng đề nghị trong thời gian tới, toàn ấp tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền địa phương tham gia thực hiện hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga, 7 tháng 11 năm 1917, 7 tháng 11 năm 2022. Cách đây 105 năm, tại Liên bang Xô Viết, dưới sự lãnh đạo của Lenin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nông dân Nga đã đứng lên đánh đổ chế độ Sa hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của thế giới loài người, mà tiêu biểu là cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Tại Việt Nam, thành công của cuộc cách mạng tháng 10 đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại, ánh sáng của chủ nghĩa Mark Lenin lan tỏa đến Việt Nam, góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ 20. Tại Đồng Tháp, những năm gần đây cũng đã đón tiếp nhiều doanh nghiệp của Nga đến đầu tư. Quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp với cơ quan đại diện ngoại giao Liên bang Nga tại Việt Nam luôn được duy trì. Quỹ ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định công nhận khu cửa khẩu kinh tế Thường Phước, quyền Hồng Ngự đạt tiêu chí đô thị loại năm khu cửa khẩu quốc tế Thường Phước thuộc địa bàn ấp 1 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự là một trong 8 xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước thật đo ngày hôm nay tại thành phố Hồng Ngự là 2,84 m, mực nước ngày mai dự báo tăng lên 2,86 m. Tại Sa Rài, Tân Hồng, mực nước thật đo ngày hôm nay là 2,79m, ngày mai dự báo mực nước là 2,78m. Tại Tràm Chim, Tâm Nông, mực nước ngày hôm nay là 2,39m, dự báo ngày mai 2,37m. Tại Trường Xuân, Tháp 10, mực nước ngày hôm nay là 2,01m, mực nước dự báo ngày mai 2m. Tại thành phố Cao Lãnh, mực nước ngày hôm nay là 2,1m, dự báo ngày mai tăng lên 2,17m. Tại thành phố Sa Đéc, mực nước ngày hôm nay là 1,94 m, dự báo ngày mai mực nước còn 1,97 m. Nhận định năm ngày tới, mực nước khu vực các huyện đồng nguồn và nội đồng thấp 10 biến đổi chậm, mực nước khu vực các huyện phía nam lên dần và đạt đỉnh triều sau khoảng 4 ngày nữa, ở mức cao sắp xỉ và thấp hơn đỉnh triều cường cuối tháng 10 vừa qua.